Vâng, thưa quý vị và các bạn, có thể nói là vào thời điểm hiện tại thì các thí sinh đang rất lo lắng chuẩn bị cho xét tuyển đại học đợt 1, và nhằm giúp cho các thí sinh có được đầy đủ thông tin về các phương án xét tuyển đợt 1 thì các trường đại học cần có trách nhiệm là cung cấp thông tin về chỉ tiêu và phương án xét tuyển đầy đủ cho các thí sinh trên website của nhà trường. Vào sáng ngày hôm nay, trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã tổ chức tư vấn trực tuyến cho các thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào trường này. Một ngày sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngưỡng điểm xét tuyển đầu vào đại học cao đẳng năm nay, Phan Thanh Long cũng như nhiều thí sinh khác đang tích cực tìm hiểu thông tin tuyển sinh để lựa chọn trường đại học phù hợp cho đợt xét tuyển đại học đợt 1 tới đây. Em cũng khá lo lắng vì bây giờ em cũng đang đi các trường để có thể tham khảo điểm. Nhưng hôm em đến Bách Khoa đây thì quyết định nộp hồ sơ với anh, nhưng mà thực sự rất là lo lắng vì không biết điểm mình có thể vào được khoa nào ở đây. Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã huy động tới 15 cán bộ là các chuyên viên tuyển sinh của phòng đào tạo đại học, trưởng phó các khoa đã trực tiếp trả lời hơn 3.000 câu hỏi với nhiều nội dung được thí sinh quan tâm như khả năng trúng tuyển vào Đại học Bách khoa Hà Nội, thủ tục nộp và rút hồ sơ, phương thức xét tuyển, cách đăng ký các nguyện vọng. Chúng tôi là viện kinh tế quản lý thì cũng có nhiều các em ở các nơi đã hỏi các câu hỏi liên quan đến cái ngành kinh tế quản lý của trường Bách khoa, và chúng tôi thì cũng đã trực tiếp trả lời với các em thông qua cái hệ thống trang web của viện. Nên còn hôm nay có cái buổi tư vấn trực tuyến của trường thì chúng tôi cũng được nhà trường mời lên đây để tư vấn cho các em các câu hỏi, và số lượng câu hỏi tôi thấy là cũng khá phong phú. Các em quan tâm đến cả các cái đặc thù của ngành đào tạo, rồi cơ hội việc làm, rồi các em cũng quan tâm cả đến điều kiện học tập của trường. Chúng tôi cũng cảm thấy là hiện nay thì các em đang rất cố gắng tìm hiểu các thông tin để các em có được cái sự lựa chọn tốt nhất. Để đăng ký xét tuyển vào Đại học Bách khoa Hà Nội như sau, thí sinh phải đạt ngưỡng điểm xét từ kết quả kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia, cụ thể như sau. Ngưỡng điểm xét tuyển vào trường ấy thì sẽ là 18 đối với các cái nhóm ngành mà có 3 không có môn thi chính, và 24 đối với các nhóm ngành mà có môn thi chính. Có nghĩa là điểm trung bình sẽ là 6, điểm tối thiểu là 6 đối với tất cả các nhóm ngành. Đương nhiên là trong cái điểm xét này thì cũng đã tính tới điểm ưu tiên khu vực rồi điểm ưu tiên đối tượng. Có nghĩa là với cái điểm trung bình là 6, tối thiểu là 6 thì cũng tương đương với cái 18 điểm cho 3 môn thi với những cái nhóm ngành mà không có cái môn thi chính hệ số 2, còn tương đương với 24 điểm đối với nhóm ngành mà có cái hệ số 2. Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết sẽ tuyển đủ 100% chỉ tiêu trong đợt xét tuyển đầu tiên này và sẽ tuyển theo mức độ điểm từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu. Dù nộp trước hay sau, căn cứ quan trọng nhất là điểm số. Dự kiến đến ngày 22 tháng 8, trường Đại học Bách khoa Hà Nội công bố điểm trúng tuyển nguyện vọng 1.